My dear brother and sister, this image appear right here, up to the sky, on January 31st, 2010. Okay, what do you see in the picture? The guy's face. The face of the soldier, right? Yes, say louder. The soldier's face. That's right. It's about heroes. Correct. Correct. Okay. Okay. And my dear brother and sister, this picture is supposed to be here. People should do something about this image right here. And as far as I know, the community been forgotten about this. This is unacceptable. So we... There we go. I got him. Okay. That's good. Yeah, you hold it, okay? Okay. Now, what do you see this? What do you see that? Let me guess. A face too. Huh? Yeah. Oh, that's the face of Jesus, man. Yeah, I see. Guy, that's the face of Jesus. I got you right up of the sky too. There we go. That's good news. Good news. Okay. Yeah. Oh, you can turn around the other side. Profile. This is the original color. You're facing this way. There we go. Oh, I see it. Yep. I think it's here. Yeah. You see that? See? Yeah, correct. Okay. The other nose. Thank you. Now. Và chuẩn bị giải qua ngoại quốc ngoại chiết ra ngoài hải ngoại này. Đây là sư Quốc Doanh. Sư Quốc Doanh một học tức độ cuối. Vâng. Đây là những gián điệp của Cộng sản Việt Nam. Và quý vị thấy là 10.000 đảng viên. Nhiều lắm. Được phóng ra của nước ngoài. Thành ra đừng có quý vị không có ngạc nhiên khi thấy một cái vị sư sải nào đó ở một cái chùa nào đó bỗng phạm một cái tội nào mà rất là trừng giang. Vì đây là tất cả những cái đảng viên cán bộ nằm vùng tại. Bây giờ chúng ta gửi đến quý vị một tiếp lên cái hình trên các diễn đàn mạng và xã hội, người ta đang truyền tay nhau bức ảnh chụp tấm bia công nhận cây gạo cổ thụ. Cái này là cái nghĩa trang liệt sĩ, thì con cho lên đi con cho tiếp. Hình nhau xin phòng máy cho tiếp đây. Câu hỏi thứ 8 là có phải Thánh Giống là đứng mà toàn dân Việt đang mong chờ lãnh đạo cứu dân Việt và nước Việt gấp? Thưa đồng bào thân mến, câu hỏi này vô cùng xác đáng và vô cùng quan trọng đối với dân Việt và nước Việt chúng ta. Và giờ đây, chờ giờ phút này, bây giờ là khoảng gần 6 giờ chiều ngày 15 tháng 3 năm 2013. Thánh Giống trả lời theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta. Và đương nhiên Thánh Giống xin phép đồng bào cho Thánh Giống một phút để cầu nguyện, để cho đồng bào vững tin. Kính lại Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng con, xin mở miệng cho con trả lời câu hỏi này vô cùng cần thiết và quan trọng. Và xin cho con trả lời theo một thánh ý của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng con là thôi, chứ đừng theo ý riêng của bất cứ ai cả. Và đây là câu trả lời theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta. Thưa toàn thể đồng bào,
là người mà toàn thể đồng bào dân Việt quý mến của chúng ta và đất nước Việt thương yêu quý mến của chúng ta đã và đang mong chờ tái thế để cùng toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta làm việc góp phần cứu nguy nhân loại và đồng thời làm việc cứu nguy dân Việt và nước Việt chúng ta. Đúng như thế, một theo thánh ý của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta ra lệnh và sắp xếp và ban cho như thế. Vì thế, toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến chúng ta hãy sốt sắng nhập cuộc gấp, chớ chậm trễ. Vâng, thưa đồng bào, đó là câu trả lời Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta vừa mở miệng thánh giống trả lời cho đồng bào được rõ. Và thánh giống trả lời rất là nhẹ nhàng, rất là hiên ngang và rất là oai linh, bởi vì đó là thần khí và thiên điển của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta ban cho và ra lệnh cho thánh giống trả lời như thế, vì đó là sự thật nhẹ nhàng thanh thản, không có gì sợ sệt và run sợ cả. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, vì thế thánh giống xin phép Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng một lần nữa nhắc nhở cho đồng bào được biết là thánh giống trang trọng trao ngôi Minh Vương, ngôi vua nước Việt của thánh giống đến tận tay mỗi đồng bào ruột thịt thân thương quý mến dân Việt của chúng ta để cùng nhau chúng ta làm vua phục vụ cho nhau. Vì thế chúng ta không còn so sánh, so đo là việc lớn, việc nhỏ nữa. Bởi vì mỗi công việc tốt lành của chúng ta, chúng ta làm với lương tâm, hết lương tâm, khả năng, hết khả năng của chúng ta, với tinh thần phục vụ, thì giá trị của mỗi công việc của mỗi chúng ta đều giá trị như nhau trước mặt Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta. Vì thế từ đây tới chúng ta không được phép so sánh chuyện lớn chuyện nhỏ, việc lớn việc nhỏ nữa, mà chúng ta hãy sốt sắng nhập cuộc gấp, đừng chờ đợi nữa, kẻo sau này chúng ta nghiến răng thì đã muộn. Bởi vì Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ưu ái mời gọi và ban cho dân Việt chúng ta được biết trước để dự vào việc cứu nguy nhân loại. Thế mà chúng ta, những ai thờ ơ, tiếp tục thờ ơ, thì Ngài sẽ lấy lại và ban cho những giống dân khác, cũng như ban cho những người khác. Con cái của Ngài ở riêng ở quả địa cầu này có trên 7 tỷ người rồi. Thành ra đồng bào đừng chờ đợi nữa. Vì thế, ngắn gọn, địa chỉ trên màn hình, thỉnh CD nhạc và hình ảnh ông bà Tổ tiên chúng ta hiện ra, hoặc là hình ảnh Chúa Giêsu hiện ra. Đó là phương cách giúp thánh giống làm việc tốt nhất và hợp pháp nhất. Vì chúng ta sẽ trả thuế, chúng ta thánh giống không có, đây không phải là mở hội từ thiện để thu tiền bá tánh, thánh giống không có rảnh làm chuyện đó. Thứ nhất, thứ nhì, thánh giống rất là kỵ những cái việc đó. Nhiều chỗ, nhiều nơi mở hội từ thiện rồi hội tôn giáo này kia là lớn lắm, để mà gom tiền của bá tánh, mồ hôi nước mắt của người ta, rồi gắn cho mình những cái chức nào, những chức gì ghê gớm lắm kìa. Mà trong đó là những cái kẻ mình nói xin lỗi, đến giờ này chưa dám trình diện Thiên Chúa Giêsu, thì làm sao mà sau này khi mà Ngài hiện ra từ trên mây hiện xuống để chúng ta có thể đụng tới Ngài được, làm sao mình trình diện dám gặp Ngài? Nội hình ảnh mà Ngài hiện ra trên mây xuống mà thánh giống chụp được ngày 29 tháng 8 năm 2009, những người đó còn chưa dám trình diện mà sao? Từ Roma Catholic cho đến Tin Lành, cho đến Hồi giáo, cho đến Phật giáo, cho đến Do Thái giáo, và tất cả những leader
tổng thống cái gì gì đó, lãnh tụ gì, chủ tịch gì đó, trên thế giới đó, chưa kẻ nào dám thật sự đối diện với hình ảnh Chúa Giêsu hiện ra. Vào ngày 29 tháng 8 năm 2009 thì nói chi đến chuyện mà sẵn sàng trình diện ngày mà Chúa Giêsu hiện ra từ trên mây, Ngài đặt nền tảng cai trị của Ngài xuống ngoài địa cầu. Ngài sẽ đặt nền tảng cai trị của Ngài xuống ngoài địa cầu này 1000 năm. Rồi sau đó chuyện gì nữa sao tôi không biết. Ngày 29 tháng 8 năm 2010, tức là đúng 1 năm sau, tức là kỷ niệm ngày khuôn mặt Ngài hiện ra trên mây, thì hình ảnh sư tử nhà Giuđa hiện ra, mà sách Khải Huyền có nói về phần đó, tôi đã trình bày rồi, tôi đã trình bày rồi. 29 tháng 8 năm 2010, thì sau đó 3 ngày sau, Ngài đến với tôi trong giấc ngủ, tại vì tôi sau khi nhận được hình ảnh mà sư tử nhà Chúa hiện ra thì tôi lại rất là vui mừng và đồng thời là hoang mang lắm, tại vì đúng 1 năm sau Ngài hiện ra để nhắc nhở cho mọi người biết là Ngài thương chúng ta giống như sư tử cha bảo vệ sư tử con. Rồi chuyện gì xảy ra? Tôi cầu nguyện chứ, tôi nguyện xin Thượng Đế cho tôi biết là tôi sẽ thông báo như thế nào với đồng bào chúng ta, đồng bào nhân loại nói chung về việc là sư tử nhà Chúa hiện ra đúng kỷ niệm 1 năm ngày khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra. Đó, Ngài hiện ra hình ảnh đó và có một cái sấm điển, sấm lệnh gì đi kèm theo. Thì tôi cầu nguyện 3 ngày 3 đêm, trong giấc ngủ tôi xin được gặp Ngài. Thì Ngài đến, thì trong cái giấc ngủ tôi thấy Ngài đặt building của Ngài, mà building bằng kim loại không ha, từ trên trời Ngài đặt xuống ngoài địa cầu này, ấm building lớn lắm, mà sát sát tôi là tôi đã chết rồi, mà chết mò cái này là tan xác rồi, tôi kêu Chúa quá trời, kêu Ngài đặt chết. Nhưng mà sau khi Ngài đặt xuống rồi, nền móng xuống, bôi đinh xuống từ ở thiên đàng đặt xuống, âm, thì tôi thấy tôi vẫn còn sống. Ô, mừng quá, Chúa ơi, Chúa Giêsu ơi, mừng quá, có còn sống đây. Thì Ngài phán bảo là, Ngài cho biết là, Ngài đến không chậm trễ, theo thời dụng biểu của Ngài. Và Ngài cho biết là, một ngày của Ngài á, của cha trời Thượng Đế toàn năng đối với nhân loại đó bằng 1000 năm đó. Thành ra sở dĩ ngài mà còn nề nà đây là tại vì ngài phải nói là ngài ước ao con cái của ngài trên 7 tỷ người, nhiều người được cứu rỗi, vì thế ngài mới hiện ra những phép lạ vĩ đại như thế này, nào là mặt Chúa Giêsu hiện ra, nào sư tử nhà Giuđa hiện ra, nào là ông bà tổ tiên chúng ta hiện ra, nào là quỷ sa tăng hiện ra, nào là quỷ mãng xà hiện ra, nào là linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra, vân vân và vân vân, để nhắc nhở cho nhân loại sám hối gấp để nhiều người được cứu rỗi, và chúng ta là dân Việt, chúng ta được chụp những hình ảnh này trước. Ngài mời gọi chúng ta nhập cuộc trước để làm gương cho nhân loại, và Ngài sẵn sàng ban tất cả những gì Ngài có cho mỗi chúng ta là dân Việt, cho những ai đáp lại lời mời gọi của Ngài. Vì thế đồng bào nhớ đi nè, những ai mà lo đong đầy những cái túi tham không đấy bấy lâu nay, hãy chấm dứt ngay tức khắc, turn around, đáp lại lời mời gọi của Ngài, phụ giúp thánh giống làm việc gấp, thì quý vị sẽ có những phần thưởng vĩ đại cả càn khôn của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho quý vị. Chứ còn những của cải quý vị lo đong đầy, những cái túi tham không đấy bấy lâu nay đó, nó sẽ mục nát hết. Ngay cả cái bản thể của quý vị cũng không được đem theo nữa, mà quý vị tiếp tục mà lo đong đầy những túi tham không đấy đó, thì sau này quý vị sẽ bị quỷ sa tăng nó bắt làm nô lệ hàng ngàn năm, khủng khiếp lắm. Quý vị không đem được gì theo đâu. Đây là cơ hội cho quý vị sám hối nè. Tùy quý vị. Sự nhắc nhở này cho tất cả những nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới, và đương nhiên cho tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới được biết. Quý vị chậm trễ thì quý vị sẽ bị quỷ sa tăng bắt làm nô lệ hàng ngàn năm, và quý vị sẽ mất hết, không có gì đó. Và nếu quý vị đồng hành cùng thánh giống để làm việc của cha trời Thượng Đế toàn năng ban cho, thì quý vị sẽ có tất cả. Nhớ điều đó. Thánh giống biết còn lời lẽ gì nói nữa vậy.
quá. Một lần nữa, kính thưa đồng bào thương mến, cho anh giống uống hôm nước đi, mệt quá rồi. Thưa chuyện cũng không đồng bào hoài, mà nói chuyện riết giống như nói chuyện như là như bằng như cái vách tường, hay là nói chuyện cái cây, hay là nói giống như nhắc nhở hoài mà không ai đáp lại, không ai, chưa ai đáp lại gì hết. Thượng Đế ơi, con sanh lòng thế kỷ rồi. Ngài nói con ơi, ráng kiên nhẫn đi con. Để sau này những kẻ nào mà tiếp tục thở khinh thường hồng ân của ta ban cho thì họ sẽ không có kêu bằng trách móc là tại sao mà ta không cho họ thời gian. Vâng, thưa Thượng Đế, con xin vâng lời Ngài. Thánh giáo chỉ xin một điều duy nhất là xin từ thời gian đến thời gian mãi mãi, chỉ xin Thượng Đế ban cho Thánh giáo một chuyện thôi, là biết vâng lời Ngài một cách trọn vẹn từ thời gian đến thời gian. Vậy thôi. Bởi vì tất cả gì Thánh giáo cần để tồn tại và sống đầy ý nghĩa cùng càn khôn và tồn tại mãi mãi, thì Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng biết và Ngài sẵn sàng ban cho mỗi chúng ta như Ngài ban cho Thánh giáo. Kính thưa đồng bào thương mến, giờ uống thuốc nước thì mệt quá rồi, uống thuốc nước rồi coi còn sức để tu chuyện cùng đồng bào nữa không, chứ tôi mệt quá. Đồng bào nhớ dịch là cái những dịch chương trình của chúng ta qua nhiều thứ tiếng, thì những người đó sẽ được tràn đầy hồng ân của Thượng Đế ban cho. Nhớ một lần nữa, nhớ là một phần của mình, địa chỉ trên màn hình, thỉnh CD nhạc, thỉnh kem trị da dưỡng da tốt xài, tại vì mỗi bộ thánh giống có thể lời được từ 10 tính rồi thì chắc lời được khoảng chừng 10-15 đô la để phụ trả tiền chương trình, phụ trả ấn lót này kia là các cái để kêu gọi những loại sám hối. Thánh giống đương thời là một lương y, thánh giống không phải là dân business, thánh giống không phải là người làm business. Và thánh giống là một y sư nhạc sĩ, bà hiểu không? Rồi là một y liền sư, tức là đàn anh của y thiền sư. Mà y thiền sư là đàn anh của thiền sư, mà thiền sư là đàn anh của thiền sĩ. Mà thánh giống là một bụi sĩ nữa. Đời Thượng Đế ban cho nhiều tài quá, thành ra mắc mệt. Càng giỏi thì nó càng mệt, nó giống như vậy. Nhưng mà hay mệt chỗ đã đi, làm chỗ đã đi, mới mốt già này kêu bằng lúc mà kêu bằng say goodbye với cuộc đời, cái thời dựng biểu này, thì lúc đó mình không gì hối tiếc, tại vì chúng ta sẽ cùng nhau ra đi hết á, đâu có ai sống để hoài được. Chúng ta sống thời gian, chúng ta phải trình diện với Thượng Đế để mà chúng ta nhận lãnh những cái thời dựng biểu mới, chứ chúng ta đâu thể nào mà cái bằng u lì bế trễ sống ở một cái thời, một việc làm là một việc bài chán lắm, cùng một thời gian bài chán lắm. Tức là chúng ta phải, bởi vì Thượng Đế cái thời dựng biểu của Ngài cho con người sống 100 năm, 70 năm, thời dựng biểu ngắn dài tùy theo các cái đó, quyền của Ngài. Lần này tôi nói chuyện này luôn, những người nói, nhiều người trách quan tội nghiệp, nhiều thằng nó ác quá, nhiều người đàn ông đàn bà nó hung dữ ác độc quá, hại người ta, giết người ta thì cái ghê gớm thì nó ác thiệt, đời quá ác. Có những người hiền nó bị chết. Đồng bào có biết những người mà bị chết như thế đó, vì những cái ác mà ám hại đó, họ được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng rước đi liền, cho vào chỗ nghỉ ngơi, rồi nhận những cái việc làm mới vĩ đại hơn. Bởi vì họ đã đóng những cái vai hy sinh để cho những kẻ ác nhìn đó mà học hỏi, để mà sám hối gấp, để mà họ có dịp được cứu rỗi. Còn nếu mà những kẻ nào mà tiếp tục làm việc ác thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sau khi cái thời dựng biểu ở cuộc đời này xong rồi đó, là họ sẽ bị bắt và bị nhốt chung với quỷ Satan, và đồng thời linh hồn họ sẽ bị đốt lửa nóng nhiều ngàn độ khủng khiếp, và sẽ bị đốt nhiều ngàn năm. Không ai chạy khỏi lưới của trời đó. Ông bà tổ tiên chúng ta dạy rất kỹ và rất rõ ràng. Vâng, thưa đồng bào thân mến, cho nhóm uống hộp nước nha, mệt quá. Mời gọi đồng bào hoài, nhắc nhở hoài. Mệt quá đi nổi. Quá mệt. Nói chuyện với ai đây? Chú ơi, Phật Việt ơi, nhóm nói chuyện với ai đây? Thưa bà
sao con bắt con chờ hoài, đánh giặc con bắt chờ hoài, chịu nổi, chịu không nổi, mệt quá. Vâng, sau đây còn câu hỏi nữa. Đồng bào hỏi là Thánh Giống liên hệ như thế nào với Donald Rumsfeld. In the morning light, feeling things going to be alright. Look at you, your back window, yes. Sometimes you wonder where the place is for you to go. Maybe you put you up so high, yes, but you know. With Jesus Christ, we can always try. Look ahead, you're gonna find your freedom. The freedom you're way looking for. Tomorrow.
is always high, like the way we are. Today, if you got a good feeling, right, you better turn yourself to Jesus Christ. My dear brother and sister, as you see on my right side is the face of the Holy God, Jesus Christ, appear in the sky, August 29, 2009. And now, I'm going to show you the original color. Of course, we must have the original color before we can print the color on your darker or lighter. Okay, so now I show you the original color, all right? My dear brother and sister, on August 29, 2009, the face of the Holy God, Jesus Christ, appeared in the sky of Orange County, California, 92683. This is the original color. And this is, I make the color darker so you may see more detail. So this is the original color, and this is the color I make it darker. Take a look. The face of the Holy God, Jesus Christ, appeared in the sky, August 29, 2009, in the USA. And also August 29, 2009, angel Lucifer cast out from heaven, and now they came to earth, many of them, and they become Satan. You see the body of the snake right here, zigzag, 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 cast out from heaven, angel Lucifer, troublemaker. When they came to earth, they become Satan. You see the head right here, the skull, the eye right here, the body of Satan right here, the body of the snake right here. Right behind me, when I'm holding the Holy Cross pray. That means they always behind you and around you too, because they do have power. And now, when I turn this way, you see the face of Jesus over here. That face is this face right here. Now, my dear brother and sister, this is the original color. Now I'm going to turn this way. I make it darker, so you may see more detail. You see, Lucifer cast out from heaven. Right here. Jig-jag, jig-jag, the body of the snake. When they came to earth, they become Satan. You see the head right here, the eye, the skull right here, and the open mouth of the snake right here. And skull of Satan right here. Right here. Skull of Satan right here. I need to share with you clearly. This is the body of the snake. Jig-jag, jig-jag. Angel Lucifer, troublemaker. The Almighty God kicked them out from heaven and they came to earth. They become Satan. This is the body of Satan and this is the body of the snake. And this is the head of the Satan. See the eye, the skull right here. And this is the mouth, open mouth of the snake right here also. See open mouth. And this is the body of Satan. And this is the snake.
So that means they all way around you. Be careful because I'm human. So I'm right here, they right behind me. That means they right behind you and around you too. And now I turn this way, again, you see the face of Jesus right there. See the face of Jesus right here? See the eye, the nose, and the mouth, and the beard? Right? Now I turn to the original color. You can see it very clear also. See that? Learn something. See that? Okay now, my dear brother and sister. Again. The face of Jesus right here. Right? That means this face right here. You got that? I think you do. Now, 365 days later, after the face of Jesus appeared in the sky, in the sky of Orange County, this appeared in the sky. This is the Lion of Judah, John 5:5, Revelation John 5:5. The Lion of Judah, my dear brother and sister, this is the Lion of Judah. The father lion protect the baby lion. The father lion protect two baby lion appear in the sky, performed by oxygen, pure oxygen. This is the original color. And now I show you the color darker. We must have the original color before we can make it darker, right? So now I show you the darker color, okay? So I show you more detail. Now, my dear brother and sister, this is the color darker. So I show you what it look like, okay? First, I show you the face of the father lion. This is the face of the father lion. You see, this is the nose and the mouth. And this is the eye right here. See the eye right here? It's one eye right here. And this is the nose and the mouth. And this is the body of the father lion. And this is the leg of the father lion. Laid out, you know, comfortable. And look at you and me, look straight to the camera. This is the nose and the mouth, this is the eye, this is the head of the father lion, and this is the body of the father lion, this is the leg of the father lion. Got that? And now I'm going to show you two baby lions on top of the father lion. The baby lion is you and me. The father lion is Jesus Christ, the Holy God. In the Bible, talk about this. John 5:5, Revelation. Look over here. You see the tongue of the baby lion? This is the open mouth of the baby lion. And this is the head of the baby lion. And this is the tail of the baby lion. The butt over here, the tail over here. The leg of the baby lion over here. And one more baby lion. You see, over here, the tail and the leg. And the head over here, and this is the sun. This is the father lion and two baby lion flying across the sun. We capture August 29, 2010, exactly 1 year after the face of Jesus appeared in the sky. I will pray about 3 days, prepare for the day, August 29, 2010, because exactly 1 year before that, the face of Jesus appeared in the sky. So we wish to see something from God appear in the sky so we can report to you. Because, my dear brother and sister, I am the last prophet of God sent to earth before Jesus Christ, the Holy God, come back to earth to rescue you and me. Remember that. And you all need to translate to all different languages to our brother and sister around the world to know about this.
report today, because this is the most important message from the Almighty God give to all humankind. Because the only God, Jesus Christ, coming back to rescue you and me, and we all need to be sincerely answer and respond to the Almighty God, Jesus Christ, call. How? We need to learn and take action from Jesus Christ's teaching. So it's all in the Bible of the Holy God, Jesus Christ. Remember that. Again, this is the original color. And now I make the color darker. Also, August 29, 2010, this appeared in the sky of Orange County also. This is the attack lion. Revelation John 5:5 talking about this. This is will attack Satan, and of course locked up Satan and demon and devil, and of course of those who keep doing the wrong thing, bad thing, will be face this lion. And now, this is the original color. I'm going to show you the color I make darker so you may see more detail. This is the color darker. As you see right here, it's open mouth, and teeth and everything. Always ready to attack. Look at that. The lion with seven eyes, seven head. John 5:5 Revelation. This one I make the color different so you may see more detail. This one is the original color right here. You see the head and the eye too and everything. And also you see the angel over here too. Over here, angel over here. Like a dove right here. The Holy Spirit, the Holy Ghost right here. And this is open mouth, teeth and everything ready to attack. I make it darker so you may see more detail. This important, wonderful image should, you know, you should put in your home and your office worker or your church or your temple or your government worker whatsoever, you know, to remind that we been blessed and take care by the Holy God, the Almighty God. No one can run away from God. Remember that. And this one, many soul burning at many thousand degree hot appear in the sky. God tell me to capture this picture to let you know. It's all the miracle image I've been report to you. This is by God order. Tell me to capture this picture and to report to you so you can decide either you be with Jesus or Satan will get you, or you will be burned like this. And this is Satan appear in the sky. You see that? See the face of Satan? And also, this is tsunami warning. The water wave high, mile up to the sky when earthquake and heat from the sun attack the earth.
an earthquake, tsunami happened, and water wave high, mile up to the sky. By that time, billion life will be wiped out. And only the holy God, Jesus Christ, can save you and save your family and save your country. Remember that. This is no joke. Satan appeared in the sky and tsunami warning. This is the original color. Okay, this is, I make the color darker so you may see more detail. See the eye, the nose, and the open mouth sucking the lonely soul. And this is the original color so you may see more detail. This is the original color. You see the face of Satan? Tsunami will happen in the future. The water wave high, mile up to the sky. Million people will wipe out. And also in this picture here, talk about Asia, Southeast Asia, China, North Korea, Japan, this area will be war. If Asia not repent as soon as possible, war will happen soon. Remember that. And this is the face of spirit of soldier. You see it? I'll show you exactly what it is. You see many helmet up here. And this is the eye. And this is the nose broken, the lip, the mouth broken, skin all burned by bomb and gun and TNT and, you know. They die already, but their spirits, you know, never die. Right now, they with the Almighty God, and the Almighty God allowed them to appear in the sky to warning all of us. You see that? Many face. Turn this way, you see over here? Many face over here, two face over here. You see that? Turn this way. And when you turn this way, you see two face right there. And also, right here too, of course. So watch out, people. Repent. The Almighty God warning, we must repent and turn ourselves to Jesus Christ, otherwise Satan will get you. It's very clear here, be with Jesus and be happy, or Satan will get you. See two face right there? See the face right there? There we go. See the face right there too? This one is this one right here. The time is different, about maybe 2-3 minutes, you know? The cloud start to change, but the image is still there. Anyhow, anyway,
I have something very, very important. I need to let you know by God order. Now.